Hello, xin chào tất cả anh chị em. Lại là mình đây, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube Nữ Hoàng Sóc Đĩa của mình nhé. Trước khi đi vào video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái thông tin mật mà mình đã được chia sẻ đến. Như mọi người cũng đã biết ấy, thì dạo gần đây ấy, Cục An ninh mạng đang làm rất là gắt gao với những cái trang game bịp. Và hiện tại bây giờ theo mình được biết ấy, thì cái trang Go88 và Sunwin cũng đang bị Cục An ninh mạng điều tra. Nên những anh em nào đang chơi tại hai cái trang này thì cũng nên cẩn thận chút nhé. Còn cái trang VB777 này mà mình đang chơi là cái cổng game uy tín xanh chín. Trụ sở chính được đặt tại Philippines và được đóng thuế đầy đủ và chứng nhận hợp pháp nhé. Nên anh em khi chơi game tại cái trang game VB777 này thì hoàn toàn yên tâm nhé. Tại vì mình đã check thông tin đầy đủ cả rồi, nên là anh em chỉ cần lên vốn và chiến thôi. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng đi vào chơi luôn ở trong cái trò chơi sóc đĩa này nhé. Và cái số điểm hôm nay mình mang vào đang là 13.42M nhé. Và cái bảng cầu ngày hôm nay thì không có gì đặc sắc, bảng cầu đang ngang bằng nhau. Và cái ván này đã về lẻ 3 trắng rồi này. Ván này về lẻ 3 trắng thì tổng 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4 cũng 3 là 7, 7 lẻ lẻ thì mình sẽ vào chẵn nhé. Mình sẽ vào 3M. Tại vì cái tổng trước đó nó lại về 3. Ok, thành công của ván đầu tiên nhé. Ok, bây giờ lại đến cái đường cầu tổng 3, 1, 3, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4, 2 là 6, 6 chẵn, chẵn thì mình sẽ vào lẻ nhé. 6 thì vào 3 đỏ nhé. Ôi dồi ôi, nhìn thấy màu trắng rồi. Ui dồi ôi, lệch vị chứ. Tiếc thật. Lệch mất vị rồi mọi người ạ. Nhưng mà không sao, mình vẫn chiến thắng ở cái ván này nhá. Tiếp tục so le 1 đổi 1 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 6, 3, 9, 9, 9 lẻ lẻ thì vào chẵn. Tại vì cái ván trước nó lại đang về. Ok, chuẩn chưa? Ván trước tổng 3 thì cái ván này so le thì ta sẽ cộng với tổng 3 đấy. Thì ra 9, 9 là lẻ lẻ thì mình sẽ vào chẵn nhá. Vẫn tiếp tục là cái tổng đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2 là 7, 7 lẻ lẻ. Tiếp tục lại vào chẵn này. Vào chẵn 3M này. Hiện tại vẫn đang so le 1, 1 thôi. Chưa có dấu hiệu gì để mình lót tứ cả. Ok, tiếp tục giành chiến thắng nhé. Bây giờ nó đã biến đổi cái đường cầu rồi. Tổng 3-1, tổng 1 này. Tổng 2, cộng 2, cộng tổng 2 ván trước 4, 4 chẵn chẵn thì mình sẽ vào lẻ nhé. Úi dồi ôi, không kịp 3 trắng, ôi may quá. Nó lại về 3 đỏ, thế là đỡ mất 5 lít của tôi. Vẫn hút nha anh em. Ở cái phương pháp này thì mọi người phải chú ý nhìn cái tổng điểm trước và sau của nó sao cho thật là nhanh mắt nhé. Tổng 1, tổng 2, tổng 3, 3 cộng 3 là 6, 6 chẵn chẵn thì mình sẽ đi vào lẻ nhé. Tổng 6 nên là sẽ lót vào 3 đỏ này. Úi dồi ôi, nó lại về 3 trắng chứ. Tiếc quá. Ngại tổng 2, 2, tổng 1, tổng 2, tổng 3, tổng 4, tổng 5, 5 cộng 3 là 8, 8 chẵn, chẵn thì vào lẻ nhé. Có hút được vị không đây? Úi dồi, vẫn tiếp tục là 3 trắng mọi người ạ. Hôm nay ở cái phần lót tị này là toàn là lệch thôi. Nhưng mà không sao, mình vẫn giành chiến thắng. Vì cái phương pháp này nó vẫn đúng ở bên cái cửa chính mọi người ạ. Tại vì mình chỉ lót tị bên cửa phụ thôi ấy. Tổng 1, tổng 2, tổng 3, 3 cộng 3 là 6, 6 chẵn chẵn thì tiếp tục vào lẻ. Ok, lại thì hút được vị rồi này. Hóa tam ba bận rồi cũng hút được vị.
Và cái phương pháp này thì mọi người có thể thấy là như từ đầu ván chơi đến giờ thì mình chưa trượt một phát nào cả, chỉ có lót vị là nó bị lệch thôi, chứ còn từ đầu ván chơi đến giờ là hai bên cửa chính áp dụng bằng cái phương pháp này thì rất là chuẩn đúng không ạ? Mình chưa thua một tay nào luôn đúng chưa ạ? Và hiện tại cái bảng cầu này đang là cái bảng cầu, đây nó gãy rồi này, nó đang về kiểu theo cầu bệt nhưng mà đến đây nó gãy mất rồi. Và tay này thì mình sẽ không vào vốn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái dạng như thế này mà trước đó nó mới ra có một hàng thôi thì mình không chắc chắn nên là mình sẽ không vào vốn nhá. Và tiếp tục hôm nay ở đây là mình sẽ chốt lãi ở đây với 36.10M ở đây với cái phương pháp này. Và anh chị em nào chưa hiểu về cái phương pháp này cũng như là cái cách tính tổng điểm trước và sau của cái phương pháp mới này thì có thể inbox qua Telegram cho mình nhé. Mình sẽ giải đáp những thắc mắc của anh chị em. Và anh chị em có thể thấy là với cái phương pháp này thì hầu hết là mình đều hút được ở cái cửa chính. Và nhất ở trong cái bảng cầu này thì mình chưa thua một ván nào đúng không ạ? Và mình chỉ bị lệch vị ở cái cửa lót vị thôi. Nhưng mà mọi người nên nhớ là ở cái cửa lót vị này thì chỉ là phần phụ. Còn vốn chính của mình vẫn đặt ở hai cái cửa chính như thế này. Nên đó cũng được coi là một cái phương pháp khá là ok rồi đúng không ạ? Và cái video ngày hôm nay của mình thì xin được tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh chị em ở cái video sau với những cái phương pháp và những cái mẹo hay hơn ở trong cái trò chơi sóc đĩa này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.